Em xin chào tất cả các bác nhé. Em lên một mã di lạc, chất liệu là gỗ nu nghiến, di lạc để bàn, để phòng khách thì rất là đẹp luôn anh chị nhé. Sản phẩm này thì bên em đã sơn BU hoàn thiện rồi. Đấy, về các bác chỉ mình việc chơi thôi. Cụ có chiều cao là 50 ạ, chiều ngang là 53, chiều sâu là 26, hàng liền khối cho em nhé. Di lạc tam phúc. Đấy, cụ di lạc ngồi trên một cái bao tiền này. Ngồi trên một cái bao tiền rất là bệ vệ luôn nhá. Nu nghiến, nu nghiến rất là đẹp luôn anh chị nhá, hàng đục rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, và tác phẩm này em xin giao duyên với các bác là 4.800.000. Anh chị nào mình quan tâm đến mẫu di lạc này thì báo em nhá. Đây, đứa trẻ cho em này, đục canh mong, canh đào này, hoặc là đồng tiền này. Đấy, diện mặt rất là hoan hỉ luôn anh chị nhá. Toàn bộ những cái hàng này nhà em đã làm kỹ lắm rồi. Làm kỹ lắm rồi anh chị ạ. Giá là 4.800.000. Chị nào ưng thì hãy gọi điện trực tiếp cho em qua số 0966 328 128. Đây, quay mặt sau nhé. Mặt sau nó là kiểu sáng như này. Chị nào ưng cụ này thì bảo em. Một mình em xoay nên là hơi vất vả một chút. Đấy, giá là 4.800.000. Có chiều cao là 50, chiều ngang là 53 và chiều sâu là 26.